bảy đều không đều quá để mẹ đổi cái nhóm đi xuống dưới nó coi cũng gà quá rồi sao nhiều tiếng mày à. Nó nhiều nhiều nó coi ra không kịp rồi không phải cái đuôi nhiều quá cái đuôi nhiều quá rồi cha nó mua rẻ về hàng nhỏ sau này nó coi là nó lấy đạo nhiều đuôi đều không hả mấy thằng quỷ sứ lính đó có đê đầu à có đầu. Phải vợ chồng hãng coi thì mình đợi mấy thằng lính đó nó sớt cái nhỏ em qua lời mấy á hai mẹ hoàng cái hai nước chứ hai mẹ ăn gì trời ơi hai nước chứ hai mẹ gì hai nước thì đối với mẹ coi nó cứ trứng vỏ lại bấm cho mẹ ba chứ yeah. Bằng tôi hỏi nó đặt tôm tôi hỏi nó tôm bự thứ ba nó là hàng bốn anh ơi đặt mẹ nó tôi ra chỉ là chắc bự lắm à đặt mẹ bự lắm mẹ mấy chục ký đó mình chào cả nhà thì bắt đầu chuẩn bị vô vụ tôm đầu tiên là cả nhà thì tối nay mình sẽ đi theo ba bi xuồng tiếp ba vợ của mình ở cả nhà thăm tôm ha thì ở chơi trong vuông hiện tại sóng rất là nhiều và gió thì cũng rất là mạnh thì một mình ba vừa thăm vừa bơi xuồng ở cả nhà thì cái vuông cũng rất là lớn thì nó có mệt lắm mình đi theo mình bơi xuồng tiếp cũng đỡ mệt ha thì tối nay sẽ đến vụ tôm đầu tiên thì cả nhà sẽ cả nhà cùng theo dõi mình với ba thăm cái vụ tôm đầu coi nhiều hay ít nha cả nhà thì ba cũng giăng cái mùng sẵn đây cả nhà để bắt tôm gọng oxy ha thì oxy cũng chuẩn bị đầy đủ luôn đây là cái máy oxy nè mình lấy cái thùng này mình đậy đây để nhiều khi mưa nó vô cái ổ điện thì nó rất là nguy hiểm ha thì hai mẹ con của Phú Quý cũng tới cả nhà bà xã của mình cũng đang nấu cơm cho Phú Quý ha mỗi lần Phú Quý ăn cơm thì cũng rất là lâu mệt lắm hai vợ chồng ngày nào cũng vậy chứ cố gắng nấu cơm cho Phú Quý buổi ăn gì là ăn cả tiếng hồ luôn cả nhà có khi hơn tiếng nữa kìa hai mẹ con đi tới kìa ăn cơm đó hả ôi Phú Quý nói ba với mẹ đút cơm Phú Quý tới lớp 10 lần mà phải không Phú Quý mới đến lớp 1 rồi sửa sẵn qua lớp 2 bữa nào ba mẹ đút cơm cũng hơn tiếng hồ chứ có khi 2 tiếng 3 tiếng nữa phải đút thôi con thì cái mụn này thì để gọng tôm oxy á cả nhà thì mình đi qua bên đây có chiếc xuồng đó nè thì tối bơi xuồng đi ha thì tôm sẽ bỏ vô trong cái phi này gọng để đem vô bỏ vô cái mụn đó thì mình gọng số lượng nhiều ở đây cũng có cái bình để chạy oxy bình đó cả nhà để nếu mà mình không chạy oxy á, thì tôm nó sẽ ngập tôm bỏ vô trong cái phi này rồi xong cái mình đem vô mình bỏ vô trong cái mùng gọng ha gọng thì tùy theo tôm nhiều hay ít thì một đêm thăm hai giác ba giác khi giác không chừng cả nhà thì để sáng cái mình lái lại á thì mình bán cho lái ha lái sẽ lại tới nhà căn thì cả nhà chờ xem tối nay mình với ba đi thăm tôm như thế nào nha thì giờ này cũng 7 giờ mấy rồi cả nhà thì chuẩn bị hai cho con chuẩn bị đi ra vuông thăm tôm nha ba ngồi sau cái điếm đổi nha vậy con ngồi sau ông bay ha cái dài hay cây cục
dài đi. Bị tới cái lú đầu tiên cả nhà. Hình như là có dính con cua đó cả nhà, thấy ba cũng nhìn nãy giờ cũng hơi lâu. Cua. Vô cua cả nhà. Cua quá trời bự luôn. Sáng cua cạp anh tôm chân này. Mình đi thăm tôm với ba thì mình cũng không có nói chuyện nhiều quá cả nhà. Tại vì tôm thì ba đổ vô xuồng ba cũng phải điếm lại. Thì để ngày mai lấy người ta mua là người ta sẽ cân ký và người ta chia cái đầu con ra là người ta biết bao nhiêu con ký ha cả nhà. Mình hỏi lung tung quá thì ba sẽ không nhớ ha. Thank you.
sẽ lựa ra 40 con trở về lớn cả nhà thì ba bắt, còn 40 mấy con trở về nhỏ là ba sẽ thả lại dưới vuông ha, để cho nó lớn rồi mình sẽ bắt tiếp cả nhà. Thank you.
tôm đổ ra mình không có dám pha đèn ngay tôm đó cả nhà, đổ qua nhẹ nhẹ để pha ngay cái nó nhảy dữ lắm, nhảy dần ra ngoài hết, đã bắt vô khó rồi ha, thì không có cho nó dần ra ngoài được. Đem lên đó bà. Anh đang cả nhà. Con cua hết biết con cua luôn. Cua này có 800 gram ạ. À. Này chắc cua cũ. Lấy cái xô bỏ vô. Giờ sẽ gọng cua này sáng mai bán cả nhà. Cua bị nằm bề ngang cái bít tới thùng luôn, quá trời cua này đã bỏ vào trong nhà nữa mà. hai mẹ con cũng qua nữa nè. Cua này cua cụ, cua năm rồi nè, trời cua này quá trời cua, 800 gram, cua mấy trăm ngàn. Nhớ mai hả, 4-5 kg vậy. Thì
tôm cũng đổ qua cái mùng lớn cả nhà. Mình chạy oxy để cho nó rộng rãi ha. Ở đây thì mình bán tôm oxy là thường. Thì ở đây tôm oxy thì bán có giá, lái người ta chọn chủ nhất là cái tôm oxy này nè. Giá đầu tiên thì hai cha con đi tham chắc cũng được 5-6 kg vậy cả nhà. Tại vì tôm thì ba sẽ lựa ra những cái con nào mà nhỏ quá thì sẽ thả lại ha. Còn mấy con cỡ từ hàng 4 trở về bự sẽ bắt. Còn nằm dưới hàng 5, từ cỡ hàng 5 là mình sẽ thả lại để cho nó 1 tháng 2 tháng nữa là nó bự lên mình sẽ đi bắt tiếp. Thôi bây giờ mình cũng vô nhà thay đầu cá nhà. Thì phía này không biết ba có thăm không nữa. Cái cô mua tôm cũng tới rồi cả nhà nhà. Cô mua tôm cũng mới vừa ghé cả nhà. Này ổng không đi hả cô? Kìa. Hả? Quá thai nhiều anh. Thầy cô mấy là 22 kg 8 nè, 80 con gì nè, bỏ chứ lấy lỗ luôn thì 80 con hả nhiêu ký? 2 kg 8 hả? 7 kg 8 lắm. Ủa chú đi đường nào rồi sao, sao không thấy dưới vỏ? Tao đi đường này nè, hồi nó trở lại á. Dạ. Yeah. Trở lại á. Lỗ lỗ chụp lên luôn. Đi đường này nãy ngang rồi mày không thấy á. Quay kiếm tiền á. Quay kiếm tiền chú ơi. Tiền cà phê á. Tiền cà phê. Ngày được ly cà phê. Cốc luôn nè. Gấp gì, gấp con trà đi. Em bằng cả. Sáng lấy bóp cho nó, để hỏi tới chưa lấy nhiều. Em lấy bóp à. Đó làm nhiều là tới trước à. Đây có giác sáng mình không có đi thăm với ba cả nhà. Mình chỉ đi thăm giác đầu hôm thôi. Mấy giác mà gió mạnh mình đi theo bơi xuồng tiếp ha. Tám con tròn nhảy gà giờ đó 33 con cho mày coi đó hết á. 33 con 32 con chạm có 34 con chứ còn mấy bố tin như vậy ấy thì bác mở 33 đi. Giá mua được lượt nha. Thì chiều xả nước nha. Được lượt 5 ly, 8 ly á. 8 ly mua 2-5. Chứ nhỏ quá xả ra không kịp rồi. Tay nước cái gì em cho. Thay bỏ à, giặt tiếp chưa. Tú không hả? Tú cả. Quay tiếp chưa. Tại năm tháng. Dạ, tốt rồi đó. Ép quá lên mấy á.
Hai mẹ hoàn cái. Thay nước chứ thay mẹ gì? Thay nước chứ thay mẹ gì? Hai nước thì đối với mẹ. Rồi nó cứ trứng vỏ lại. Bấm cho mẹ ba xin. Dạ. Yeah. Vàng tôi hỏi nó đặt tôm, tôi hỏi nó tôm bự thứ ba. Nó là hàng 4 anh ơi. Ừ. Đặt mẹ nó tôi la chỉ là chắc bự đúng không ạ? Đặt mẹ bự đó, mẹ mấy chục ký à. Đã nước thu queo trên nó chợ. Nắng chết, đã nước thì không ra. Rồi là đó, qua tôi mới bày lộn hết. Rồi hả? Điều không? Điều á. Mẹ đỏ chấm nhóm đi xuống dưới nó coi cũng gào hết rồi. Tốt là sao? Nó nhiều nhiều nó coi ra không kịp rồi. Không phải, cái đuôi nhiều quá. Cái đuôi nhiều quá rồi. Cái da nó mua gãy về là nhỏ. Sau này nó coi là nó lấy đạo nhiều coi đều không hả? Có đỡ đầu. Mấy thằng quỷ thứ lính này có đê đầu à? Chứ phải vợ chồng hãng coi thì mình đợi mấy thằng lính nó sớt cái nó nhỏ nó tỉnh tỉnh 91 mà 91 mà 96 96 coi cái lẻ đó đó nó là 96 á gần gần con kìa 96 dương còn đâu phải không không dương đó tinh tinh nó em thấy nó yếu rồi mà trả chín sáu đây để con đó nữa là vừa rồi để khỏi rác rồi rác mai 86 chín cho ngoài con cái đó nhiều 87 88 á 88 đủ quá, bán 30 con rồi coi nè. Đố luôn lộn, hai mấy vô. Đấy, ít vô. 8.6 bự vô. Phến vô. 930 con. Bà được ký để 900 con rồi đó. Mà là 900 ngoài con. 44 một hàng 4 luôn. Chú hai lựa hay đó. Chiếu nó lọt bên kia rồi. Tôm bự bự không hết. Tôm bự này tôm phết hả ta? Phết. À, không. Chú phải à? Phết trên dưới rồi. Này đợi sở được nhiêu ký phết? 3 ký hả? Ừ.